Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì Car Center có một mẫu xe khá là nhỏ mà có võ ở đây, một chiếc Audi TT phiên bản hai cửa. Đấy, rất là sang xịn mịn, xe mui trần, có cửa sổ trời, có cửa cái gì nhỉ, có mui điện. Đấy. Sản xuất thì 2008 thôi, cũng không phải là đời cao gì, nhưng mà bây giờ với cái mức giá chỉ có 690 triệu thôi thì sở hữu một chiếc xe hai cửa mui trần như thế này cũng rất là hay ho để trải nghiệm, đúng không quý anh chị và các bạn? Một mẫu xe đúng là dành để cho các dân chơi trải nghiệm luôn, đi lại thì vẫn rất là ok luôn, mui trần hai cửa, đi sự kiện, đi cưới hỏi, nói chung là rất là nhiều công việc, đi chơi cũng được. Thiết kế rất là thon gọn, củ phanh sơn đỏ trông cực kỳ là thể thao luôn, màu trắng thì nó lại càng làm nổi bật thêm chiếc xe này nữa. Hơn 600 triệu để trải nghiệm một chiếc Audi mui trần hai cửa thì chúng ta có không biết là có quan tâm không ạ? Nhìn vẫn rất là chất chơi luôn quý anh chị và các bạn nhé. Cửa gió, cửa reo các kiểu. Bô thì đã lên bô Acapovic rồi. Cụm đèn này thiết kế cũng rất là bắt mắt luôn quý anh chị và các bạn nhé. Đến với phần nội thất, đây chúng ta có thể thấy ngay từ cái lúc mở cửa thôi là nhìn chiếc xe nó cũng đã rất là hay ho rồi. Bước vào phần nội thất này. Đó. Nội thất của chiếc xe này là nội thất da hai màu, chủ đạo là màu xanh và màu đen. Mùa hè mà ngồi trên chiếc xe này thì nó cảm thấy nó mát mẻ hẳn ra. Vô lăng thì cũng tích hợp đầy đủ, không thiếu gì cả. Gương kính chỉnh điện rồi gạt mưa rồi các thứ đây. Tần số vô lăng. Nhìn nó đúng chất là một chiếc xe thể thao, một chiếc xe mui trần. Rất là hay để trải nghiệm quý anh chị và các bạn nhé. Mà bây giờ chỉ có 690 triệu thôi. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm đến một cái trải nghiệm trên chiếc Audi hai cửa mui trần này thì đừng ngần ngại, hãy cứ ghé thăm Car Center để trải nghiệm nhé. Không cần là quý anh chị và các bạn là phải mua hay gì đâu, cứ ghé thăm cửa hàng em, trải nghiệm những cái mẫu xe mà đang có ở cửa hàng. Quý anh chị và các bạn thích chiếc xe nào thì chúng ta sẽ bàn việc sâu hơn. Đấy. Nhìn cái khối động cơ này, nhìn rất là hoành tá tràng luôn. Mẫu xe tiền tỷ ngày xưa bây giờ chỉ còn có 690 triệu để trải nghiệm thôi, Audi TT mui trần hai cửa. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé, hoặc là dành một chút thời gian ghé thăm Car Center để có thể được trải nghiệm thực tế, lái thử tất cả những mẫu xe ở Car Center để xem là mình thích mẫu xe nào, cũng như là mẫu xe nào nó phù hợp với cái nhu cầu và cái tầm tiền của mình nhất quý anh chị và các bạn nhé. Em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.